Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đức Hà Review. Trong video này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm này. Mình thấy dạo này nó quảng cáo trên các trang thương mại điện tử cũng rất nhiều, và trên các trang Facebook quảng cáo bán bình này cũng rất nhiều, và giá của nó thì rất chi là nhiều mức giá nha các bạn. Và trên tay của mình đây là 4 bình. Đây, người ta quảng cáo là bình giữ nhiệt 6 up. Đây, toàn là chữ Trung Quốc không đâu các bạn. Đây, nói chung là ngoài có hộp thì cũng không có gì. Mình sẽ đi trực tiếp vào bên trong luôn. Đây là một cái bình màu xanh lá cây nha. Đây, chữ 6 up nha các bạn. Và đây là một cái dòng gì. Cái bình này có dung tích chứa của nó là 450ml nha. Thiết kế rất gọn nhẹ, cầm là gọn trong lòng bàn tay của chúng ta nha. Bề ngoài của sản phẩm này thì là làm bằng nhựa. Đây, dưới đế còn có nhựa, có một cái lỗ để thoát hơi nước nè. Bên trên này cái nắp thì cũng làm bằng nhựa nha. Bên trên này thì có một miếng kim loại nè, nhưng nó hơi bị móp méo nha. Rồi, và đi vào bên trong. Bên trong này cái nắp này thì cũng bằng nhựa nha, có một cái ron cao su nè các bạn. Và bên trong cái này không phải là nhựa các bạn ạ, mà bên trong này là một cái bình thủy tinh. Người ta để một lớp nhựa mỏng ở ngoài để cho bảo vệ cái bình thủy tinh đi thôi, với lại cho nó thiết kế cho nó đẹp. Chứ còn cái này thì lớp nhựa quá mỏng này thì không bao giờ mà giữ nhiệt được nha các bạn. Đây, phía dưới này cái lỗ này để chúng ta thoát hơi nước nha. Đây, rất chi là đẹp nha. Cái bình này thì nó cũng rất nhiều công dụng. Các bạn có thể mua về cho con em mình đem nước đi học, hoặc có các bạn có thể mua về để đựng những loại thức uống các bạn để vào trong tủ lạnh để uống nha. Khi lấy ra thì cái bình này nó rất chi, cầm cái bình này uống nó rất chi là đẹp nha. Và bên trong của sản phẩm này thì mình cũng có ba cái sản phẩm này, còn lại thì cũng có hai giống nhau hết các bạn ạ. Nó chỉ có khác màu thôi. Mình ở đây cũng có hai màu thôi các bạn, một màu xanh lá cây và một màu xanh da trời nha. Thiết kế của nó cũng giống nguyên, không sai gì cả. Nắp cũng được làm bằng một cái lớp đây là kim loại này. Đây, cũng như vậy thôi, cũng là bên trong cũng là lõi thủy tinh nè. Đây, và cho các bạn nhìn xem nha, lớp nhựa này nó rất mỏng này, đó cái tay của mình đó các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy luôn thì cái lớp nhựa này nó rất mỏng, nên các bạn nghĩ thì cái này có giữ nhiệt không thì các bạn sẽ hiểu. Lớp nhựa mỏng này không thể nào mà giữ nhiệt được, nên các bạn đừng có tin những cái lời quảng cáo của những người bán hàng nha. Và nếu các bạn xác định mua sản phẩm này về để đựng nước uống cho con đem đi học và bỏ tủ lạnh thì ok. Chứ còn các bạn nếu mà các bạn trông chờ mua sản phẩm này về để giữ nhiệt, làm cái bình giữ nhiệt, thì mình khẳng định với các bạn một câu là không, không bao giờ giữ nhiệt được nhé. Và nếu các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này, mình sẽ để link mua hàng của sản phẩm này dưới phần mô tả video. Bạn nào có nhu cầu mua hàng, các bạn xuống phần mô tả video hoặc phần comment để lấy link mua hàng nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi để xem những video mới nhất của mình, và để ủng hộ mình có động lực cho ra nhiều video hay hấp dẫn để phục vụ tất cả các bạn tham khảo giải trí trước khi màn nhé. Chúc các bạn một ngày mới học tập và làm việc thật vui. Xin chào lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào.